cháu nhỏ phải đi cách ly, người bà khóc nghẹn mắng con gái xối xả. Trời ơi, đã nói rồi, để giờ cục vàng của tôi phải bị như vậy nè trời. Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh hay những câu chuyện trong chuỗi ngày phong tỏa cách ly tại đây vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận cả nước. Mới đây, trên mạng xã hội, dân mạng chia sẻ lại đoạn clip người bà xót xa khóc nghẹn vì cháu trai nhỏ phải đi cách ly, khiến người xem vô cùng xúc động. Trong đoạn clip, người mẹ đang mặc đồ bảo hộ cho cậu con trai, bà ngoại đứng một góc đường chứng kiến cảnh tượng này vô cùng đau xót, liên tục mắng con gái. Trời ơi, tao nói mày rồi, mày không cần làm gì hết, cứ ở nhà thôi tao nuôi, để giờ cục vàng của tao phải như vậy nè trời. Cậu bé nhỏ lúc này chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngác nhìn bà và mẹ. Mẹ ơi, bà ngoại không được đi du lịch với hai mẹ con mình nên la mẹ kìa. Tiếng khóc nghẹn của người bà khiến người chứng kiến đứng ven đường không khỏi chạnh lòng theo. Sau khi đăng tải lên các diễn đàn, clip nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Mặc dù chưa rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng đa số đều đồng cảm với nỗi khổ tâm của người bà trong video. Nghe đứt từng đoạn ruột, người lớn không cẩn thận làm ảnh hưởng tới con nít, nghe vừa thương vừa xót cho bé, vừa giận cho mẹ bé. Dịch này chỉ khổ nhất trẻ con, em bé thật may mắn vì có một người bà ấm áp như vậy. Chúc bé mau khỏe để về với ngoại, bà chắc sẽ nhớ và đếm từng ngày để được gặp lại cháu đây. Mặc dù chưa rõ ngọn nguồn câu chuyện này ra sao, nhưng đa số đều đồng cảm với nỗi khổ tâm của người bà trong đoạn clip và bày tỏ sự xúc động. Còn bạn nghĩ sao về câu chuyện mùa dịch này? Comment bên dưới nhé! Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất.